hôm nay Cathy sẽ nấu pasta Italiana. Chào quý vị, hôm nay Cathy sẽ trình bày một cái món Ý ngon miệng cho quý vị xem. Mà Cathy thì thường thường rất là thích ăn đồ Ý, mà nhất là mùa hè có những trái cà rất là ngon mà ngọt. Mì Ý thì có nhiều loại, nhưng mà Cathy thấy cái này là rất là hay. Nó kêu là angel hair, tóc nàng tiên. Hạt thông là nó kêu pine nuts. Cái này nó giòn giòn. Lá quế của Ý nó gọi là sweet basil. Người Ý lúc nào cũng hay xài là tỏi tươi Parmigiano Reggiano. Cái này là một loại cheese rất là ngon, nó bùi lắm quý vị, mà mình phải để trên mặt. Mà nhiều khi nếu mà mình đói bụng á, mình lấy miếng như thế này ăn rất là tuyệt vời. Cái đặc biệt của mì Ý á, họ để gì? Họ để muối vào, muối để vào đó đặng cho nó nước, nó giống như là bị nước biển vậy. Tại vì người Ý ở gần biển đó quý vị. Sẵn đây luôn, Cathy sẽ lấy mấy cái lá basil. Mình cắt nó nhỏ nhỏ ra. Cathy để có chừng 2 muỗng canh dầu olive. Cà có nước đó. Rồi bây giờ thì Cathy sẽ để vào là tỏi nè. Cái này kiểu như là xong. Là cái lá đây giúp cho nó thơm. Tí xíu dầu. Mình để dầu là olive vào. Cathy để tí xíu tiêu nữa nè. Đó. Mì Ý là mình phải có mấy cái miếng cheese như thế này. Bây giờ Cathy đem một dĩa ra cho gia đình và lấy một tí xíu cho mình. Tí xíu này thôi, mình diet. Nhưng mà phải lấy nhiều là những cái lá basil, rồi miếng cà. Cái này nè. Cái hạt thông nữa cho nó thơm ngon như thế này đây. Nhiều người Ý đó lên bàn ăn á, họ có thể chế tí xíu dầu olive như thế này đây, một tí xíu thôi, tại vì cái dầu này nó thơm và nó ngon nữa. Bây giờ Cathy làm thử một muỗng cho quý vị xem. Một nĩa chứ, tại này ăn bằng nĩa mà. Cái mì này nó vàng như tóc của nàng tiên ha. Cappellini angel hair pasta. Tí xíu cà. Mùa hè mình ăn cái này mình thấy nó mát. Đó. Tại vì mình ăn thấy nó nhẹ nhàng. Chỉ vài phút trong bếp mà mình làm một dĩa mì Ý tuyệt vời như thế này. Cathy mong quý vị sẽ làm cái món này. Và hẹn gặp kỳ sau mình sẽ làm một món ngon nữa nha. Bye bye quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.